Hôm nay ngày thứ bảy để xuống vườn ngắm mấy bông hoa. Cái này là hoa sống đời đặt ở trên mạng đây, có bốn loại cây, bốn bầu khác nhau trồng tạm ở đây, sau khi sẽ lấy thêm chậu, mua thêm chậu thì sẽ đánh ra. Cái này nó khó sống và nó không lên mạnh như là cây sống đời của ngoài Bắc. Sống đời ngoài Bắc thì lên tưng bừng luôn. Đây, cái sống đời hôm trước mới đánh ra một cái, nó lên tưng bừng luôn này. Đấy, chậu cây sống đời đây. Hoa đỏ lên rực rỡ tưng bừng, rất là bền màu. Gần một tháng rồi vẫn đỏ thắm. Mấy bụi cúc cổ Sơn La thì bắt đầu đã tàn và đã cắt bớt rất là nhiều hoa đi rồi. Đây chỉ còn lác đác vài bụi, tí nữa lại cắt nốt. Đây, cúc cổ Sơn La đây, nở khắp vườn. Bên này nữa cũng rất nhiều cúc cổ Sơn La đang ra. Còn một ít nụ đang nở tiếp, còn lại thì cũng tàn rồi vì nở từ cả tháng nay rồi. Chỗ này có mấy cây cà chua, hôm trước đánh nó ra đây là cũng có quả rồi đây, đánh đại ra đây cũng có mấy chùm quả rồi. Hoa giấy nở từ trước Tết cả một tháng và đến bây giờ là 2 tháng rồi, bắt đầu tàn dần. Hoa giấy bắt đầu tàn dần rồi. Đây, hoa giấy bên này nữa, màu này rất là đẹp. Chậu này là hai màu, màu đỏ kết hợp với màu trắng hồng phấn. Còn đây dưới này là bụi thanh tú. Thanh tú nở từ sáng, nắng lên là nó bắt đầu lại héo, lại cụp lại rồi. Hoa thanh tú thì rất là đẹp. Màu nó màu xanh xanh tím tím, giữa pha giữa xanh và tím. Nhỏ li ti rất là đáng yêu. Đây, có mấy cây hoa ngọc trâm bắt đầu đâm nụ rồi đây. Trâm nụ nó có vẻ không được khỏe lắm mà lại còn bị rụng nữa. Đấy, đâm nụ lên xong bị rụng, có lẽ là khô quá chăng, không đủ, không nở được. Cây đu đủ bắt đầu ra hoa và đậu trái. Đây, đu đủ đây. Đu đủ này là đu đủ mọc tự nhiên. Chắc vứt hạt ra rồi nó mọc. Đây, nó được đậu được một trái rồi đấy. Đây, lác đác quanh vườn có màu tím tím của hoa. Đây là hoa ngọc, hoa móng tay. Cái này gọi là hoa móng tay. Rất là đẹp. Móng tay này sưu tập được, mình sưu tập được khá nhiều màu. Phải được 4-5 màu, màu tím, màu hồng. Đấy, cái đây là màu đỏ này, cái màu đỏ cái mọc khắp vườn. Và mùa này dừa cạn bắt đầu nở rồi đây. Dừa cạn cũng bắt đầu nhiều hoa rồi. Dừa cạn đây. Mình sẽ có thời gian thì sẽ tìm các cây dừa cạn nhỏ mọc dại hoa, hay đánh nó ra thành cho nó thành luống, thành bãi cho đẹp. Đấy, dừa cạn. Còn đây là cái cây hoa rẻ này. Cây này nghe nói là mọi người mô tả là rất thơm. Và bây giờ cũng có lẽ là đang chuẩn bị ra nụ. Đây, có vài cái nụ hoa rẻ đây. Đây, đã xuất hiện nụ ở đây.
Mình rất là mong cái bông hoa này nó to và nở để xem mùa mùi thơm như thế nào. Người quảng cáo là thơm lắm. Đã bắt đầu xuất hiện một bông hoa rồi. À đây nữa, trên này cũng có bông hoa nữa này. Đấy. Tức là khi nó đây nữa, ồ đây có nhiều hoa rồi. Thêm một bông nữa này. Tức là ở góc kia nữa, tất cả các ngọn, các cái ngọn nó ra mới thì sẽ kèm theo hoa. Vậy thì một tháng nữa sẽ có hoa rẻ nở, sẽ được ngửi mùi thơm của hoa rẻ. Lan ý thì rất dễ sống và mọc hoa rất nhiều. Đây, dạ ngọc Minh Châu. Ở dưới, cái vòng ở dưới thì tàn rồi. Bây giờ chỉ còn cái lứa ở trên ngọn là vẫn còn. Trời ơi, sao mà nó bền như vậy. Cây này nó mọc từ dưới lên. Đấy, tàn hết ở lớp ở dưới rồi, còn lớp ở trên nữa. Đang ra hoa nốt những đợt cuối cùng. Rất đẹp, rất thích. Tuyệt vời chưa? Một số cái cành ở dưới nó có quả này. Ồ, đây là quả. Quả sau khi rụng đấy, đứa như viên ngọc, màu xanh ngọc vậy. Đẹp quá. Đấy, bây giờ một số lác đác có những cái quả nó đậu. Đấy, sau khi hoa rụng nó thành quả này. Quả màu cũng rất đẹp. Đấy, ô, cái này đúng là màu xanh ngọc luôn. Đây, quả đây. Đậu một số quả. Đây. Rất hay. Đấy, sau khi rụng lá thì nó có quả. Lác đác có quả. Không nhiều lắm, quả không nhiều lắm. Nhưng hoa thì rất đẹp. Đây, trên ngọn đây. Mấy bông hoa trạng nguyên rất thơm. Và trạng nguyên này thì tháng nào cũng nở. Đây, mẫu đơn ta là tàn rồi, một tí nữa sẽ phải đi cắt tỉa bớt, lại cắt mất ngọn đi, hoa tàn thì cắt hết để cho nó lên mảnh mới, nó lên cái nhánh mới, cho nó ra nụ hoa mới. Đây, hoa này bóng nước, hoa bóng nước các màu. Xã đang đi cắt cỏ. Đi quay mấy cây seri này. Seri đang hoa đang ra rất là nhiều, cái con tí thôi. Hoa ra cũng nhiều lắm. Đây, ông xã đang dùng máy cắt cỏ để cắt hết những cái cỏ mọc linh tinh ở ven cái đường đi cho nó gọn. Đấy, lại đứt đấy à? Ở đây là hoa cải cúc. Rất xinh. Sau một tuần nữa sẽ nở nhiều vì bây giờ còn đang đóng nụ nhiều lắm. Đóng rất nhiều nụ. Tuần nữa sẽ nở. Còn đây là hoa hồng ri. Gọi là hoa hồng ri rất là bền. Có hoa từ lúc cây còn bé nó cứ lớn dần lên. Đấy, sau khi lớn dần lên thì nó rụng hoa thì nó thành quả như này. Đấy. Quả chín thì tự nó tách ra được rất nhiều hạt. Đấy, mỗi một hạt này ra một cây, nên là cứ rụng xuống rồi hết năm này qua năm khác, qua mùa đông nó lại lên. Mùa hè từ giờ đến cuối năm nó sẽ liên tục có hoa. Phải nhổ bớt chứ không là nó nhiều lắm. Đấy, cái này nó lên này. Liên tục.
cây rất nhiều hoa, gọi là hoa hồng ri. Cái này mình cũng có mấy màu, màu hồng đậm, hồng nhạt và còn một cái màu tím nữa. Màu tím thì năm nay chưa thấy mọc. Đây, có cái cây này ở góc vườn được, nó ra hoa 3-4 tháng này rồi. Cắt nó đi nó lại lên những cái nhánh con của nó lên tiếp, ra hoa rất nhiều. Đây, lâu lâu không xuống vườn cho nên là việc đầu tiên là phải cho cá ăn, thưởng cho chúng nó một ít thức ăn, một bát thức ăn hạt bồi dưỡng vì là bị bỏ đói cả chục ngày liền, không ỏ ê gì đến chúng nó. Ao thì thả được vài con cá các loại linh tinh, mấy con cá lăng, mấy con cá chim trắng, cá chép, cá quả, mỗi loại vài con, ít cá rô phi. Đường nước ao cạn quá nên là cá lên ăn nó vẫn đục hết cả nước. Có rất là nhiều con cá con li ti đó. Mỗi lần cho cá ăn này cực kỳ thư giãn thì thấy chúng nó nổi lên, nó đớp xong rồi. Nó đớp đớp được một vài cái nó lại quẫy đuôi nó lặn xuống. Nước nó eo đang cạn quá hay là nước nó đục, không nhìn không được đẹp. Vậy là một ngày loanh quanh xuống vườn cũng rất nhanh trôi qua. Loanh quanh đi ngắm hoa một chút, đi cho cá ăn, rồi ngắm nghía, cây cối. Sau đó thì cầm cái kéo đi quanh vườn cắt tỉa, rồi đi hái rau. Đồng thời là đấy, đi quay thêm mấy cây ớt này. Mấy cái ớt này bắt đầu đậu quả rồi đấy. Nhưng mà ớt sừng nó khỏe hơn cho nên nó đậu nhiều hơn. Còn cái ớt chuông thì được có vài quả. Ớt ngọt vài quả, còn đây là cái ớt sừng này. Ớt sừng này cũng là mua giống ớt sừng ở siêu thị ăn xong rồi vứt hạt xuống nó lên. Sau đó thì đánh ra đây. Cũng phải trồng mất 3 tháng thì nó mới ra quả. Chung cũng gian nan ra phết.